bốn nó khó. Thế con học về à? Tranh thủ lúc mát thì làm tí lắng lên là lại chạy thôi, chứ chịu được. Lưỡi liếc cứ vắt sang một bên là chạy thôi. Bây giờ là chị không có chỗ gì là chị... giờ hết nhà cũ rồi tao vứt tao giá gì nữa. Chứ được nhỉ, lau tết thì giờ hết tết thì trả giá. Ba tiếng xong sao được cái nhà đấy, nó to thì nó to, nó sâu nó dài mà lau cái nhà đấy lâu lâu lắm, quét không biết lau được cơ nhỉ. Nó mấy tầng, nó mấy tầng ấy, xong lau nhiều ngóc ngách nhiều đồ đạc, lau lâu lắm. Ba tầng mà lại nhà biệt thự với ăn cướp.